Xin chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay thứ ba ngày 20 tháng 9, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Du lịch Thừa Thiên Huế sẵn sàng vào mùa du lịch quốc tế. Kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Thân đèn Nguyễn Văn Cư khẳng định sẽ di dời thành công biệt thự Pháp cổ 26 Lê Lợi, thành phố Huế. Chiều qua, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm xem xét thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phú Lộc, kế hoạch đầu tư công vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2022, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương sử dụng dự phòng trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện nghe các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân huyện. Các vị đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua hai nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Những nghị quyết được Hội đồng Nhân dân huyện thông qua là cơ sở quan trọng để Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện trong thời gian tới. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Các cơ quan đơn vị trong huyện, nhất là cơ quan thông tin đại chúng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung nghị quyết đã được ban hành đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện và tham gia giám sát. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện chủ động tăng cường phối hợp để tổ chức tốt việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện theo hướng thiết thực hiệu quả. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị tổng kết đề án nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan gia đình văn hóa giai đoạn 2017-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền. Sau 4 năm thực hiện đề án, bằng các nguồn lực đầu tư xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng, trong đó nguồn từ xã hội hóa chiếm 70%, huyện có 100% thôn bản tổ dân phố được công nhận đạt văn hóa. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Thường trực Huyện ủy Phong Điền đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng ban hành đề án giai đoạn 2022-2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mà trọng tâm là xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan gia đình văn hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển đô thị, xây dựng thị xã Phong Điền, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các phong trào ngày chủ nhật xanh kết hợp với phong trào xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp, đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan đơn vị, tạo sức lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã trao bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 39 cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan gia đình văn hóa giai đoạn 2017-2020. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, đoàn Press Trip Ấn Độ có chuyến khảo sát các điểm đến, sản phẩm du lịch dịch vụ ở Huế. Đoàn gồm 20 thành viên của các hãng truyền thông báo chí của Ấn Độ đến khảo sát các điểm du lịch nổi tiếng của Huế, lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế đón tiếp và giao lưu, trao đổi thông tin cùng đoàn. Được biết, trong 2 ngày ở Huế, các thành viên của đoàn được khám phá cố đô Huế với các công trình kiến trúc Đại Nội, Lăng Khải Định, Từ Đức, Chùa Thiên Mụ, thưởng thức ẩm thực truyền thống, ẩm thực chay, đặc sản vùng đầm phá Tam Giang của Huế, trải nghiệm cổ phục, làng hương, áo dài Huế, du thuyền ngắm cảnh bình minh trên sông Hương. Sau chuyến khảo sát, các hãng truyền thông báo chí sẽ có bài viết giới thiệu quảng bá cho du lịch Huế đến với người dân Ấn Độ. Phân khúc thị trường khách du lịch Ấn Độ và Trung Đông rất tiềm năng sẽ được ngành du lịch Thừa Thiên Huế và miền Trung đẩy mạnh khai thác, phục vụ khi sắp tới vào tháng 10 năm 2022 sẽ có đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Đà Nẵng.
Du lịch Thừa Thiên Huế đang trên đà phục hồi. Sau mùa khách du lịch nội địa đầy sôi động, ngành du lịch đang chuẩn bị tổ các điều kiện để bước vào mùa đón khách quốc tế. Thị trường khách quốc tế đang có dấu hiệu phục hồi, tuy còn chậm, nhưng với việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường của ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch với các đối tác, hy vọng lượng khách du lịch quốc tế sẽ dần tăng trưởng trở lại. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới kỳ vọng, du lịch quốc tế năm 2022 sẽ đạt khoảng 55-70% so với năm 2019. Tuy vậy, vẫn còn những thách thức có thể làm chậm lại sự phục hồi của du lịch quốc tế như sự bất ổn của môi trường kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng quốc tế, tăng giá dịch vụ. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế trở lại Việt Nam còn hạn chế. Các thị trường khách lớn như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga khó phục hồi và tăng trưởng mạnh trở lại trong ngắn hạn. Trong 8 tháng đầu năm, số khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 76.500 lượt. Các thị trường khách Tây Ban Nha, Bỉ, Úc và một số nước Đông Nam Á, Thái Lan có dấu hiệu phục hồi khá sớm. I came to Vietnam on holiday. Sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch, khi có visa, chúng tôi liền chọn Việt Nam, Huế để đi du lịch vì đây là điểm đến an toàn thân thiện. Ở Huế phong cảnh rất đẹp, các dịch vụ rất tốt, nhân viên niềm nở, các món ăn Huế phong phú và ngon. Chúng tôi rất hài lòng về chuyến du lịch này. Sắp đến thì tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì phía công ty cũng đã đón được thị trường khách Pháp, thị trường Đan Mạch, thị trường Mỹ là đã có nhiều hiệu đã quay trở lại. Thì một đoàn một tháng thì chúng tôi có thể đón được từ 15-20 đoàn. Chuẩn bị cho mùa cao điểm đón khách quốc tế, ngành du lịch Thừa Thiên Huế tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, kết nối với các đối tác ở những thị trường truyền thống và khai thác một số thị trường khách mới như Malaysia, Ấn Độ. Đặc biệt, sau tín hiệu mở cửa của Hàn Quốc, Nhật Bản, ngành du lịch hy vọng sẽ đón được lượng khách lớn từ hai thị trường này cũng như Ấn Độ khi Huế và các địa phương liên kết đã và đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến. Cùng với tín hiệu, một số thị trường khách quốc tế khác sẽ trở lại trong những tháng cuối năm nay. Quý 4 của chúng tôi thì dự kiến là công suất khoảng cỡ trên dưới 70%. Trong đó cái thị trường mà các cái thị trường châu Âu, đặc biệt nhất là Bỉ, Pháp, đấy, Hà Lan thì Tây Ban Nha thì cũng chúng tôi của tháng 9, tháng 10 khách thì cũng đã từng bước một các cái bốc các cái series. Và cái thị trường Thái Lan, cái cận kề tới thị trường Thái Lan cũng rất là tốt trong cái chúng ta cũng đang còn cố gắng để mà khai thác. Trong tháng 8, tháng 9 này, thì lượng khách quốc tế từ châu Âu và một số thị trường khác đã có sự quay trở lại. Thì điều này là cũng một phần nhờ vào chính sách mở cửa chung của chính phủ Việt Nam, rồi một số cái chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các hãng lữ hành quốc tế khi họ đến để khảo sát nắm tình hình. Thì ngành du lịch cũng đã có làm việc cung cấp thông tin và giới thiệu cho các hãng này một số cái cơ chế hỗ trợ về phía thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ mở cửa trở lại để khách du lịch, để vấn đề du lịch, giao thương du lịch có thể giữa Việt Nam với cả thị trường này tốt hơn. Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng, trong ngắn hạn, ngành du lịch cần khai thác tốt các thị trường đã có kết nối lại hàng không, cho phép công dân đi du lịch nước ngoài, các quốc gia được miễn thị thực đến Việt Nam. Trong đó tập trung thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Âu, Australia, ASEAN. Linh hoạt chuyển hướng khai thác thị trường mới, có khả năng tăng trưởng như Ấn Độ, Mỹ, Trung Đông. Về trung và dài hạn, cần mở rộng thêm thị trường có nguồn khách lớn, mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày như Australia, Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu. Thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng như Ấn Độ, Trung Đông, Đông Âu. Tín dụng chính sách xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, góp phần tích cực trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Gia đình bà Trần Thị Đơn, một hộ đồng bào dân tộc Tà Ôi ở xã A Ngo, huyện A Lưới. Những năm trước đây, bà Đơn được biết đến là một trong những hộ nghèo. Mặc dù vợ chồng làm lụng vất vả qua năm nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Việc tìm được nguồn vốn trong thời điểm này để đầu tư cho sản xuất chăn nuôi là vấn đề không phải dễ. Năm 2016, nhờ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, bà Đơn đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, mua trâu giống, mua bò để sản xuất chăn nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, hiện nay bình quân mỗi năm mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi này cho thu nhập khoảng 130 triệu đồng, trừ mọi khoản chi phí cho lại gần 80 triệu đồng.
Vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự đã cứu cánh cho gia đình bà Đơn vươn lên thoát nghèo, trở thành hình mẫu lan tỏa mạnh mẽ cho các hộ gia đình trong các thôn bản, xã A Ngo học tập để vươn lên. Nhờ nguồn vốn đó mà gia đình tôi có thêm thu nhập, sửa chữa nhà cửa, rồi tạo các con ăn điều kiện cho các con ăn học, trưởng thành thành người có ích sau này. Là hộ nghèo với hoàn cảnh gà trống nuôi con, một mình lo toan cuộc sống gia đình cho ba người, làm lúc gần như kiệt sức, bất lực. Nhưng với đồng vốn ưu đãi 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Diệp đã quyết định mua xe máy để đi chở khách mưu sinh qua ngày và nuôi hai con ăn học. Hiện tại một em đang là sinh viên đại học và một em đang học tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi này, ông Diệp còn được tạo điều kiện vay mua hai máy vi tính và các khoản chi phí để giúp các con tiếp tục theo đuổi con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Để khi con vô đại học thì cũng nhờ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ và cho vay vốn để tôi đóng học phí cho con, để hai đứa con được tiếp tục đi học. Mà nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì hai đứa con tôi thất học và gia đình tôi cũng không thể nào mà thoát nghèo được. Trên đây là những hộ vay điển hình tiêu biểu trong tổng số hàng trăm nghìn trường hợp thuộc diện các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được thừa hưởng nguồn vốn chính sách ưu đãi để vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho gia đình một cách chính đáng. Trong 20 năm qua, còn có trên 45.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được vay vốn để trang trải các chi phí học tập. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục cũng được vay vốn ưu đãi để đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục mầm non. Tín dụng chính sách đã góp phần khai thác tiềm năng đất đai, lao động, phát triển các ngành nghề truyền thống, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới công trình nước sạch đạt chuẩn quốc gia, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực về dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, tạo việc làm ổn định cho lao động, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nghèo, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, xóa nhà ở chuột nát, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Với cái nguồn vốn chính sách tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, thì đến nay trên địa bàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện tốt hơn và có hiệu quả đối với nguồn vốn chính sách, thì hàng năm huyện cũng đã quan tâm chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho người dân có thể tiếp cận các nguồn vốn, và đến nay thì huyện đã chuyển được 4 tỷ cho ngân hàng chính sách thực hiện các nhiệm vụ, và qua đó thì đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025. Đến nay đã có trên 274.000 lượt hộ nghèo, 76.000 lượt hộ cận nghèo, 80.000 lượt hộ mới thoát nghèo và trên 287.000 lượt các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, với tổng doanh số cho vay là 13.499,1 tỷ đồng, bình quân đạt 675 tỷ đồng một năm. Cùng với hệ thống chính trị, có thể khẳng định rằng 20 năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 21,7% năm 2005 giảm xuống còn 4,93% vào cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Dưới sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cùng với sự chủ động của ngân hàng chính sách, của các hệ thống ban đại diện, thì tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện rất tốt các nội dung trong Nghị định 78 về thực hiện vốn vay ưu đãi cho các hộ chính sách và hộ nghèo, đem đến những cái lợi ích rất thiết thực cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, với nguồn lực này thì chúng ta đã thực hiện rất tốt cái việc tạo công ăn việc làm, xây dựng các mô hình sản xuất, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo tại địa phương. Tín dụng chính sách triển khai qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội trong thời gian qua được đánh giá là một điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo, một giải pháp sáng tạo thể hiện tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội. Phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế
cùng với hệ thống chính trị của cả tỉnh sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cùng với cả tỉnh sớm xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Mô hình tổ liên gia an toàn hỗ trợ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đầu tiên trên địa bàn huyện Nam Đông đã tổ chức lễ ra mắt chiều ngày 19 tháng 9 tại thị trấn Khe Tre. 13 hộ gia đình thuộc cụm 5 tổ dân phố 2 thị trấn Khe Tre là cụm dân cư sinh sống tại khu vực chợ Khe Tre, gồm các hộ có nhà ở liên kề, nhà ở kết hợp kinh doanh, được xác định là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng cháy chữa cháy và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Do đó, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đây được thành lập có nhiệm vụ triển khai cả quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm tình hình và kịp thời phản ánh các thông tin liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại địa bàn. Tuyên truyền vận động thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia thực hiện tốt các quy định cũng như thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phương án thoát nạn khi có sự cố xảy ra và tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do cấp có thẩm quyền huy động. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và phát huy hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Tại mỗi hộ gia đình được trang bị một bình chữa cháy xách tay và một dụng cụ phá dỡ như xà beng, kim cộng lực, búa, rìu, các phương tiện để ở nơi dễ thấy, dễ lấy, đồng thời lắp đặt kèn báo cháy để có thể báo động các hộ gia đình trong tổ hỗ trợ tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, các thành viên còn cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng báo cháy 114. Vừa qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, dự án di dời biệt thự cổ 26 Lê Lợi đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với ngân sách khoảng 15 tỷ đồng để di dời và chỉnh trang khu vực di dời đến. Và nếu không có gì thay đổi, thì thần đèn Nguyễn Văn Cư sẽ là người thực hiện việc di dời cổ 102 này ở thành phố Huế. Những ngày này, thần đèn Nguyễn Văn Cư đang có mặt tại Huế để thực hiện công trình di dời chánh điện của chùa Diệu Đế và ông cũng đã có nhiều chia sẻ về việc thực hiện di dời biệt thự cổ 26 Lê Lợi. Theo ông, đây là một công trình lớn, quãng đường di chuyển khá xa vì hiện biệt thự đang ở đường Lê Lợi. Nếu di dời sẽ chuyển mặt tiền sang đường Phạm Hồng Thái, sau đó đẩy công trình vào đúng vị trí mỏng mới và cách đồi dời đường này khoảng 20 mét. Nếu thực hiện sẽ mất nhiều thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, thần đèn Nguyễn Văn Cư khẳng định sẽ di dời được biệt thự mà không xảy ra sự cố. Riêng cái tòa nhà 26 Lê Lợi này, mặc dù tuổi thọ nó nhiều năm hơn là của chùa Diệu Đế, vì cái chất lượng ngày xưa của người Pháp xây chắc gọi là chất lượng nó hơn. Và qua cái nhìn thế này, thì tôi đã có phương án khi mà ý của bên chỗ ủy ban tỉnh là muốn dời cái tòa nhà này qua bên cái đường Lê Lợi và cho em mặt tiền ra đường Phạm Hồng Thái và đưa vào để nâng cao lên. Vì cái ý tưởng tốt trước đây vì cái tòa nhà này hiện nay chọn nó thấp. Sau cái quá trình mà đường nâng lên đó, thì tôi cũng có đề nghị là nếu dời qua bên kia được thì cũng nâng cao lên để cho nó đẹp, nó khang trang hơn. Thì với phương án tôi tính toán cụ thể là như bữa hôm tôi đã nói là tôi sẽ dời cái tòa nhà này qua bên phải đường Phạm Hồng Thái, dời ngang qua 8 mét, rồi đẩy thẳng qua bên đường Phạm Hồng Thái và từ bên Phạm Hồng Thái cái tổ trọng là tôi sẽ quay 90 độ. Quay 90 độ để theo yêu cầu của ủy ban là sẽ sau này cái tòa nhà này sẽ đặt được ra mặt đường Phạm Hồng Thái. Tôi sẽ có phương án là tôi sẽ đắp tất cả những cái hệ thống đường này để tránh vấn đề đào bới ở đây. Thì nếu qua đường Lê Lợi thì tôi còn xin đề nghị là phong tỏa tôi cái đoạn này khoảng 5 ngày, khẳng định rằng tôi sẽ làm được việc đó. Trước đó, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương di dời biệt thự cổ đã nhận nhiều ý kiến đồng tình nhằm bảo tồn công trình kiến trúc cổ, nhưng cũng có nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về chất lượng bởi công trình này đã được xây dựng hơn 100 năm và cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã từng di dời nhiều công trình còn lâu đời hơn biệt thự này rất nhiều, chúng ta hoàn toàn có hy vọng thân đen sẽ thực hiện công trình một cách an toàn nhất, giữ được biệt thự được coi là ngôi nhà chung của nghệ sĩ Huế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến các bộ ngành hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 Quý Mão trong 7 ngày hoặc 9 ngày. Sau 2 năm dịch, phần lớn đoàn viên người lao động đều phải đón Tết trong điều kiện hạn chế đi lại. Do đó, nhiều người đều có nguyện vọng được nghỉ Tết dài hơn để di chuyển về quê, giảm áp lực về giao thông. Mặc dù là đơn vị sản xuất nhưng doanh nghiệp này vẫn đồng ý với phương án cho công nhân nghỉ Tết 9 ngày. Lý do phần lớn người lao động đều từ xa đến nên đây là dịp hiếm hoi trong năm họ được sum họp dài ngày cùng gia đình.
cũng cả một năm cống hiến. Thì nếu có một cái dịp lễ Tết mà được thời gian nghỉ dài hơi là 9 ngày thì tôi nghĩ rằng là cán bộ công nhân viên cũng rất là phấn khởi. Nhiều người lao động thậm chí đã quen đi làm bù sau Tết để được về nhà sớm hơn 2 đến 3 ngày, đồng thời giảm áp lực về giao thông. Mà đi làm một ngày sau đó lại nghỉ thì theo tôi là sẽ cho nghỉ luôn và sẽ có chế độ là làm bù sau. Thực ra là như bọn em thì chắc chắn là mong muốn được nghỉ 9 ngày, tại vì một năm thì mới có một ngày Tết thì bọn em cũng muốn có thời gian thư thả đấy. Cân nhắc của cái ngày nghỉ Tết làm sao và cũng đừng cập dập quá. Ví dụ 28 Tết, 29 Tết nghỉ thì rất là khó khăn cho cái việc đi lại. Giữa hai phương án nghỉ Tết 7 ngày và 9 ngày thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại diện cho người lao động đề xuất cho nghỉ 8 ngày từ ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023. Điều này nhằm đảm bảo tái tạo sức lao động của người lao động. Lý do mà công đoàn đưa ra đó là 2 năm vừa qua thì chúng ta đã dịch bệnh COVID và người công nhân và người lao động thì hầu như là không được về quê sum họp với gia đình. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì cho rằng phương án nghỉ 7 ngày phù hợp với công chức viên chức thuộc cả cơ quan chính quyền, bởi đất nước đang trong quá trình phục hồi sau thời gian dịch bệnh nên có nhiều công việc cần giải quyết cho người dân và doanh nghiệp trước khi bước vào một tuần làm việc mới. Còn các doanh nghiệp được khuyến khích cho người lao động nghỉ dài hơn. Phương án 7 ngày như tôi nói thì về cơ bản phương án này là thời gian nghỉ đối với phía công chức và viên chức là không quá dài. Thì trong phương án dự thảo thì đã nêu rất rõ, tức là đối với người lao động thì người lao động chủ động quyết định phương án. Trong tâm thức của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp để gia đình đoàn viên cùng tận hưởng một mùa xuân sum vầy. Dù Thủ tướng Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết thế nào thì trên thực tế, doanh nghiệp và người lao động hoàn toàn có thể thương thảo với nhau để có phương án nghỉ Tết hợp lý nhất. Đến đây, chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.